bộ giải pháp an can an giáp giúp hỗ trợ điều trị u tuyến giáp lành tính, làm giảm nhẹ các triệu chứng hụt hơi, khó thở, vướng nghẹn, tim đập nhanh vân vân của bệnh, ức chế sự phát triển của khối u, ngăn ngừa di căn và tăng sức đề kháng, đảm bảo hoạt động bình thường của tuyến giáp. Thì tôi cũng như là người mà chết đuối với được cọc, mừng quá. Thì qua 2 tháng thì tôi cảm thấy là bất ngờ sản phẩm ấy đã giúp cho tôi giảm dần đi tất cả những cái bệnh tật ấy, trong người của tôi. Tôi lại kiên trì uống thêm một liều lượng nữa để xem như thế nào. Thì dần dần tất cả những cái biểu hiện ấy đã gần như mất đi. Và đặc biệt là sau khi mà dùng ăn cam rồi thì tôi lại thấy là tôi có thể hát được. Đầu tiên là chị nghĩ là chị dùng ăn cam chỉ là để trải nghiệm thôi, chứ chị không nghĩ là nó hiệu quả và tốt đến như vậy. Thế nên là khi mà chị cầm được cái kết quả đấy là chị không tin vào mắt mình mà chị rất là mừng luôn. Sau dùng ăn can tầm 3 tháng, hơn 3 tháng thì chị có về viện nội tiết Trung ương 2, chị có khám lại. Thì chị thấy là u tuyến giáp của chị đã được đẩy lùi. Rồi thì u vú của chị thì đang ở PSH 4 xuống PSH 2. Và u xơ tử cung của chị từ 32mm bây giờ chuyển xuống còn 16mm. Chị quá là ngạc nhiên luôn, ngoài sự mong đợi của chị luôn. Mới rượu mới uống được vào 2 tháng. Như là chưa được 2 tháng nhưng mà được 2 tháng, còn theo còn mới theo kém mấy ngày nữa mới được 2 tháng nữa. Thì nó vào xuống là từ 40 nhân 70 thì còn nó 40 nhân 50 thôi. Đấy, tao uống vào 2 tháng. 2 tháng mà xuống nhanh như thế. Thế sau đấy thì được 6 tháng. Tức là tôi bảo là được 6 tháng thì tức là 4 tháng sau nữa. Tôi đi khám thì nó vào là có 10 nhân 7 thôi. Uống mà thấy nó hiệu quả. Giờ nói tôi cứ nói cả ngày được chứ tôi không giờ tôi cứ nói chuyện nói cả ngày được. Trước thì tiết kiệm tiếng nói đó. Một chương trình tri ân đặc biệt chưa từng có. 9 năm đồng hành, 99 tỷ tri ân. Gửi tặng riêng cho 100.000 khách hàng thân thiết phiếu quà tặng trị giá 990.000 đồng với tổng giá trị lên tới 99 tỷ đồng, áp dụng với 8 mặt hàng chất lượng cao được hàng trăm ngàn khách hàng tin dùng.